Sau khi Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn công bố tìm ra con đường thiêng dài tầm 500m dẫn vào tháp Ca, nhiều nhà khảo cổ học đánh giá thông tin này sẽ đặt thánh địa Mỹ Sơn trước cơ hội vô giá để nâng tầm di sản. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo Cổ học, chủ trì đoàn khai quật tại Mỹ Sơn, thì lâu nay khách đến di sản chủ yếu khám phá các dấu tích ở khu thánh địa. Chưa có thông tin nào công bố một bản đồ nguyên vẹn về một di tích từng rất bài bản. Dù đủ cáo quần thể di sản từ cổng vào hành lễ, các dãy tháp, khu tín ngưỡng linh thiêng. Do vậy, việc tìm ra một con đường thiêng có thể là công trình quan trọng bậc nhất trong thánh địa Mỹ Sơn, sẽ là một đột phá có thể thay đổi lịch sử Mỹ Sơn. Đợt khai quật này của chúng tôi mục đích tìm kiếm cái con đường dẫn từ tháp Ca vào khu trung tâm của thung lũng Mỹ Sơn. Thế thì đợt khai quật này nó khởi đầu từ những cái phát hiện của các nhà nghiên cứu ở Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn và những cái đợt trùng tu của các chuyên gia Ấn Độ ở tháp Ca. Thì những cái dấu hiệu đấy thì cho thấy là từ tháp Ca vào khu thung lũng Mỹ Sơn có một cái con đường chúng tôi tạm gọi là con đường dẫn để đưa thần linh vua chúa và những tăng lữ Ấn Độ giáo vào để thực tập những cái nghi lễ ở trong khu thung lũng Mỹ Sơn. Theo các chuyên gia, khi được cập nhật vào kho tư liệu, con đường thần đạo sẽ là một chất liệu tuyệt vời để tính toán, thiết kế vào tour tuyến. Du khách đến Mỹ Sơn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết từng có một con đường thiêng đi ngược lại vào trung tâm thánh địa Mỹ Sơn như con đường đưa khách vào lâu nay. Hiện nay cái con đường này nó cho chúng ta biết là những cái thiết kế về đường đi nối lại và tham quan ở thung lũng Mỹ Sơn ấy, thì là chúng ta đang đi ngược. Và hiện giờ thì du khách mới đến với Mỹ Sơn là bằng cái sự hiếu kỳ thăm kiếm những cái di tích của một cái nền văn hóa đã bị đổ vỡ, đổ nát. Thế nhưng mà khi mà phát hiện ra con đường này thì chúng ta đã thấy được một cái di sản nguyên vẹn với hình trạng từ những cái cổng đi vào, con đường dẫn vào hành lễ cho đến cái thánh địa của một vương quốc và một cái tôn giáo của một cái vương quốc đã rất là rực rỡ trong lịch sử. Các nhà khoa học tin rằng thánh địa Mỹ Sơn đang có rất nhiều công trình giá trị khác chôn vùi dưới lòng đất nhưng chưa tìm ra. Để trả lời câu hỏi này, các nhà khoa học cho rằng cần thiết phải tiếp tục khai quật mở rộng.